Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Vợ chồng Đăng Khôi quay clip chúc mừng đám cưới Đông Nhi ông Cao Thắng, Trấn Thành bất ngờ xuất hiện và tiết lộ về số tiền mừng cưới. Tối ngày 9 tháng 11 vừa qua, đám cưới cổ tích của Đông Nhi và ông Cao Thắng đã chính thức diễn ra tại bãi biển Phú Quốc xinh đẹp. Rất nhiều sao Việt có mặt trong tiệc cưới như Trấn Thành, Việt Hương, Lệ Quyên, Thu Trang, Tiến Luật, Nữ Phước Thịnh, vợ chồng Lý Hải, vợ chồng Thu Minh, vợ chồng Đăng Khôi, Nô Kiến Huy, Ninh Dương Lan Ngọc, Nô Thanh Vân, Minh Hằng, Khổng Tu Quỳnh, Hà Di Vân. Khán giả chứng kiến một đám cưới đầy cảm xúc với không gian lãng mạn trước biển, nhiều hoa, cô dâu chú rể mặc trang phục màu trắng. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi vì hạnh phúc, vì xúc động, ngưỡng mộ. Trấn Thành được giao trọng trách làm MC chính cho buổi lễ. Thu Minh và Hồ Hoài Anh biểu diễn. Nô Thanh Vân là người bắt được hoa cưới từ Đông Nhi. Đà nữ màn ảnh Việt bối rối khi lên sân khấu chia sẻ cảm xúc. Hai Phượng nhấn mạnh, cô là người thất bại trong tình yêu nhưng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của ông Cao Thắng và Đông Nhi bản thân đã có niềm tin trở lại. Sau khi làm lễ xong, các nghệ sĩ cũng đã có một đêm dây đầy hết mình trong đám cưới. Nữ Phước Thịnh ôm Đông Nhi khóc nức nở. Minh Hằng, Diệu Nhi cùng nhiều sao Việt khác bị ném xuống hồ bơi người ướt nhẹp. Các nghệ sĩ đã có một đêm hết mình. Được biết, hiện các nghệ sĩ tham gia đều trong tình trạng đuối sức. Theo một người tin thì Hoàng Thùy Linh và Diệu Lê đã bị bệnh. Mới đây, Trấn Thành bất ngờ xuất hiện trong đoạn clip của vợ chồng Đăng Khôi. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp dành cho tân lang tân nương thì Trấn Thành nhắc đến vấn đề tiền mừng cưới Đông Nhi ông Cao Thắng. Cụ thể, nam danh hài cho biết là không biết mừng cưới bao nhiêu là vừa, ít quá thì kỳ nhưng nhiều quá thì mình lại sót. Ông xã Ha Di Vân không ngần ngại tiết lộ, tiền cắt xê làm MC sẽ thay cho tiền mừng cưới cặp đôi. Vợ chồng Đăng Khôi và nhiều khán giả thích thú với thông tin này. Với một MC nổi tiếng như Trấn Thành thì cắt xê cho một show MC sẽ rất cao, con số dao động trên dưới 100 triệu một show. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.